Ninh Thuận, một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 350 km về phía Bắc. Ninh Thuận là nơi lưu giữ nhiều di sản quý giá của nền văn hóa Champa, gồm kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật múa, trang phục và nghề thủ công truyền thống. Trong đó, dệt thổ cẩm là một trong những nghề truyền thống có lịch sử lâu đời trên mảnh đất này. Bộ phim Giấy Đây sẽ đưa chúng ta về với làng nghề mỹ nghiệp thành phố Phan Giang để cảm nhận những tinh hoa trong nghệ thuật dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm nơi đây. Nằm cách trung tâm thành phố Phan Giang Tháp Chàm khoảng 10 km về phía nam, làng mỹ nghiệp mà người Chăm thường gọi là Chắc Leng thuộc thị trấn Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là cái nôi của nghề dệt truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm. Truyền thuyết kể rằng tổ sư của nghề dệt Chăm là bà chúa Ponuga, người đã có công khai hóa và truyền dạy cho đồng bào Chăm biết cấy cày, trồng bông, dệt vải và xây tháp, nên được đồng bào kính trọng, tôn làm bà tổ của nghề dệt. Sau khi bà qua đời, người Chăm đã xây tháp để thờ phụng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Còn ở Ninh Thuận, người ta cũng dựng tượng và xây miếu thờ bà tại xã Hữu Phước, huyện Ninh Phước. Từ xa xưa, vốn là một vùng quê thuần nông nên người dân nơi đây đã gắn bó với nghề trồng bông, dệt vải từ khi còn nhỏ. Trong gia đình, mọi thành viên đều tham gia làm nghề, nhất là các bé gái thì không ai là không biết dệt thổ cẩm. Dù không được học hành bài bản ở trường lớp, nhưng được sống trong môi trường làng nghề từ nhỏ nên các em đã đến với nghề một cách tự nhiên từ lúc nào không hay. Người xưa có câu, Chăm hay không bằng tay quen. Quả đúng như vậy. Mọi người tự mày mò, học hỏi và đến với nghề bằng thực tiễn theo kiểu mẹ truyền, con nối, cầm tay chỉ việc. Và cứ như thế, nghề dệt đã phát triển rộng rãi khắp cả vùng. Khi con lớn lên là mẹ không có dạy, rồi tự con nhìn thấy mẹ làm rồi con bắt chước làm. Chứ nghề này không có ai dạy hết, cha như là cha truyền con nối. Con lớn lên là con khoảng 12 tuổi là con biết làm rồi. Chứ con đang học, con làm cái này để phụ giúp cho gia đình có thêm thu nhập. Con không có muốn cái nghề truyền thống của làng con cũng như là nhà con bị mai một đi. Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài, với tư duy sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, người dân mỹ nghiệp đã tự làm ra những sản phẩm thổ cẩm độc đáo phục vụ cuộc sống của con người. Trước đây bà con làm thổ cẩm hoàn toàn thủ công, và để làm ra được một tấm thổ cẩm, bà con phải mất rất nhiều thời gian và công sức qua nhiều công đoạn, từ trồng bông, kéo sợi đến dệt vải và làm các sản phẩm dệt may từ thổ cẩm. Mỗi công đoạn đòi hỏi người thợ phải có kỹ thuật và kinh nghiệm thì mới cho ra được những tấm thổ cẩm đẹp và chất lượng. Nếu muốn tạo ra sợi chắc, không bị đứt, bị xù lông khi dệt, thì người ta phải đem ngâm nước cơm và sau đó trải sợi, phơi khô rồi mới đánh ống. Còn nếu muốn tạo màu sắc
muốn sợi có màu như ý muốn, bà con thường dùng các loại lá cây tự nhiên, rồi bằng kinh nghiệm gia truyền để ngâm và phối màu cho phù hợp. Đây là công đoạn có thể nói là khó nhất. Để tạo nên những hoa văn tinh xảo, độc đáo, người dệt phải có hoa tay, óc thẩm mỹ cùng sự am tường về màu sắc. Hiện nay ở làng nghề mỹ nghiệp, hầu hết các hộ gia đình đều làm nghề này. Tuy nhiên, cùng với thời gian, nghề dệt truyền thống cũng có nhiều thay đổi, cải tiến cả về mẫu mã, chất lượng. Vì thế, quy trình kỹ thuật sản xuất cũng phải đổi mới theo. Ngày nay hầu như các hộ làm nghề không còn tự trồng bông nữa mà chủ yếu sử dụng chỉ công nghiệp để rút ngắn thời gian sản xuất và tập trung vào nâng cao kỹ thuật, mỹ thuật cho các dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Nếu ai đã từng một lần đặt chân đến quê hương mỹ nghiệp thì có lẽ sẽ không bao giờ quên được cái không khí rộn ràng ngập tràn khắp đường làng ngõ xóm phát ra từ những khung dệt tại các hộ làm nghề. Cùng với đó là những hình ảnh cô gái Chăm đang miệt mài cần mẫn thả hồn theo từng nhịp đập của khung dệt đã tạo nên những hình ảnh hết sức đẹp đẽ và ấn tượng về người con gái Chăm. Để làm ra được một tấm thổ cẩm, người thợ không chỉ phải mất nhiều công sức mà còn phải gửi gắm vào đó biết bao tình cảm, tình yêu và sự sáng tạo không ngừng trong từng công đoạn, từ mắc sợi, bắt go, dập sợi và dệt nên những hoa văn sống động mang đầy hơi thở của cuộc sống trên nền thổ cẩm. Mắc sợi là công đoạn khá phức tạp, nên những người có kinh nghiệm mới có thể đảm trách được công việc này. Tùy theo yêu cầu đối với từng loại sản phẩm mà người thợ sử dụng khung dệt ngắn hoặc dài và kỹ thuật bắt bông cho phù hợp. Như thế mới có thể tạo ra những loại hoa văn họa tiết với màu sắc và đường nét nổi bật. Đồng thời khi dập đòi hỏi người thợ phải đều tay, nếu không thổ cẩm sẽ không căng mịn và khó làm nổi bật hoa văn như ý muốn. Để có thể tạo được hoa văn họa tiết theo chủ đề, người thợ phải bắt bông cách điệu. Trước kia người Chăm chỉ sử dụng 4 màu hoa văn truyền thống là xanh, vàng, đen và trắng trên nền đỏ. Tuy nhiên ngày nay bằng kỹ thuật điêu luyện với tư duy sáng tạo không ngừng và đôi bàn tay khéo léo, người Chăm đã tạo ra những sản phẩm dệt thủ công truyền thống hết sức có giá trị. Từ 4 hoa văn cơ bản, những người thợ giỏi đã tìm cách phối màu để có thể tạo ra vài chục mẫu hoa văn khác nhau cho phù hợp với sự đa dạng của các sản phẩm như váy, khăn, túi xách, ví, dây thắt lưng, v.v. Nếu dệt trên khung ngắn thì việc bắt go được thực hiện ngay trên khung cùng một lúc với việc mắc sợi và có thể dệt ra những loại vải có khổ rộng từ 40cm đến 1m với chiều dài khoảng 2m. Sản phẩm làm ra từ khung dệt ngắn chủ yếu là các loại khăn, khăn trải bàn, chăn hoặc vải làm váy quấn, v.v. Kỹ thuật dệt trên khung dài có hơi khác một chút. Người thợ sau khi đã mắc sợi xong thì mới bắt go và chỉ có thể dệt được khổ vải hẹp từ 2cm cho đến 25cm, nhưng chiều dài có thể lên đến hàng chục mét với nhiều hoa văn họa tiết trang trí độc đáo. Khung dệt dài cho ra các dải vải với nhiều họa tiết dùng để trang trí là chủ yếu.
mỗi hoa văn họa tiết in trên từng tấm thổ cẩm của người Chăm, như những câu chuyện sống động gắn liền với cuộc sống của đồng bào hay thế giới tự nhiên của cỏ cây, hoa lá, mây trời, sóng nước. Tất cả được sắp đặt một cách khéo léo trên từng khổ vải. Đối với đồng bào dân tộc Chăm thì một trong những tiêu chí đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ Chăm là kỹ năng dệt thổ cẩm, bởi vì đây là công việc gắn bó với người phụ nữ Chăm gần như suốt cả cuộc đời. Đối với họ, thổ cẩm không chỉ là một loại hàng hóa thông thường để may trang phục hay làm những vật dụng cần thiết cho cuộc sống, mà đó còn là sản phẩm có giá trị về tinh thần, là sự kết tinh của những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Chăm, cần cù, khéo léo và sáng tạo. Chỉ có như vậy, họ mới có thể làm ra những tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa, truyền thống của dân tộc. Đối với đồng bào Chăm, thổ cẩm được coi như là tấm gương phản chiếu một cách rõ nét và có chiều sâu về lịch sử, về những tập quán sinh sống và truyền thống văn hóa từ xa xưa của cộng đồng người Chăm. Mỗi tấm thổ cẩm như một bức tranh đa chiều, ẩn chứa những câu chuyện thú vị về cuộc sống của con người hay về thế giới tự nhiên mà các nghệ nhân sưu tầm và phác họa lại một cách tinh tế trên nền thổ cẩm. Đó cũng chính là lý do tại sao thổ cẩm lại có sức lôi cuốn và có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Chăm đến như vậy. Trang phục thổ cẩm đã trở thành biểu tượng văn hóa không thể thiếu trong các lễ hội cổ truyền của người Chăm. Nếu ai đã từng tham gia lễ hội KT, một lễ hội lớn và quan trọng nhất trong năm của người Chăm, thì sẽ hiểu trang phục truyền thống bằng thổ cẩm của người Chăm được phô diễn như thế nào. Lễ hội được bắt đầu trang trọng bằng lễ rước y phục, và ở đó những cô gái Chăm trẻ trung xinh đẹp mặc trang phục truyền thống bằng thổ cẩm luôn là những hình ảnh ấn tượng làm say đắm lòng người. Đối với đồng bào Chăm ở Việt Nam nói chung và ở Ninh Thuận nói riêng, dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống có ý nghĩa quan trọng, gắn liền với cuộc sống của mỗi người dân. Thổ cẩm từ lâu đã ăn sâu vào trong đời sống của đồng bào, trở thành biểu tượng văn hóa vô cùng có ý nghĩa, thể hiện sinh động truyền thống và tập quán sinh sống của đồng bào Chăm trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của mình.